Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đuốn xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Ngọ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thìn lao, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, sa trung kim, ngày giáp ngọ, tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, sa trung kim, kỵ tuổi, mậu tí, nhâm tí, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày ngọ, lục hợp với mùi, tam hợp với dần, và tuất thành hỏa cục sông với tí, hình ngọa, hình dậu, hải xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan, tốt mọi việc, sao mã đức tinh, tốt mọi việc, sao quan nhật, tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao đi sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây, mà các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 quân giáp thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cái điều này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay và bạn tuổi tí, bản mệnh không giữ được bình tĩnh mà tức giận, nóng nảy khiến cho bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy có dấu hiệu xuất hiện của nhân duyên khác giới trong ngày hôm nay với bạn Vượng, nhưng nếu như bạn tuổi tí không biết cách kiềm chế cảm xúc thì sẽ rất dễ mất điểm trong mắt người đó nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, mọi việc khó có thể thuận lợi như ý muốn của bạn trong ngày hôm nay, cũng bởi sự nóng giận mà bạn tuổi Tý có thể mất đi một cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình nữa. Bạn tuổi Tý, bạn cần phải xem xét và điều chỉnh lại thái độ của mình nếu như bạn muốn đạt được mục tiêu cá nhân của mình bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc có vẻ như hôm nay mọi thứ đều muốn nổi loạn lên với bạn và điển hình là sự bùng nổ của nửa kia và may mắn là bản mệnh tuổi Tý có thể dễ dàng áp chế được người ấy theo cách riêng của mình nhờ thế mà với những hiểu lầm giữa bạn và người ấy mới nhanh chóng được hóa giải vài tử vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh Kim tức giận, nóng nảy, ảnh hưởng tới hòa khí chung, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy áp chế được đối phương, tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa luôn giữ tinh thần thư thái, ảnh hưởng đến sức khỏe, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ hóa giải được nhiều hiểu lầm giữa hai người, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nhân duyên khác giới vượng nhưng bạn cần phải chú ý và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tờ Vi tuổi Sửu thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang có điểm báo rất có thể sẽ phải đối mặt với một vài biến cố trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành Sửu ngọ tư hại. Dường như kẻ tiểu nhân trong bóng tối mà bạn ngoài sáng và họ đang sốt sáng tìm ra điểm yếu của bạn chỉ cần bạn sơ hở nhỏ thôi là đủ để cho bạn à, mắc bậy của kẻ tiểu nhân rồi. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, nếu như bạn không muốn bị tước đoạt những thành quả từ nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua của bạn mệnh, thì bạn nên xem xét tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng đường đi nước bước để xử lý công việc. Cũng biết tâm tính của chính ấn là chẳng ham danh lợi, chỉ mong được in ổn làm ăn mà thôi, nhưng cũng không thể nào vì thế mà thể có thể dễ dàng để cho mọi cố gắng của bạn trở thành may khối như thế được bạn tuổi sửu nhé. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng và đây là dấu hiệu tốt với bạn sẽ đang có được báo hiệu đón nhận nhiều tin vui về tình cảm trong ngày. Nếu như bạn đang còn độc thân sẽ sớm có cơ hội được giới thiệu làm quen với nhiều người mới và có thể một trong số họa chính là một nửa của bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay và đã đến lúc bạn cần phải mở cửa trái tim mình và đón nhận tình yêu đến với mình đi bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim cẩn trọng trong tình hành động đừng có để lọ sơ hở cho bất cứ ai. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa À, mối quan hệ với những người thân trong gia đình trở nên hài hòa hơn từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dù không ham danh lợi nhưng cũng không thể để cho người khác tước đoạt công sức của mình được và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ. Cho nên, mọi việc với bạn tử dần trong ngày hôm nay đều được giải quyết một cách dễ dàng. Bạn tử dần, bạn được bạn bè, đồng nghiệp nể phục, cấp trên để ý tới và cơ hội thăng quan tiến chức với bạn chắc chắn sẽ đến sớm mà thôi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử dần, đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, cho nên bạn mệnh còn nhận được nhiều tin vui về tài lộc bất ngờ nữa có thể là một khoản tiền của từ công việc phụ mà bạn đang đảm nhiệm thêm trong thời gian gần đây hoặc là một cơ hội trúng thưởng nào đó đến với bạn. Quả là thần may mắn sẽ đến với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay khi chuyện tình cảm của bạn cũng có được sự hài hòa không kiếm. Bạn đang gặp được ngày có mọc sinh cho họa vượng bạn và nửa kia của mình có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui mỗi ngày, nhờ thế mà khoảng cách giữa hai bạn càng ngày càng gần nhau hơn. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc thuận lợi, xuân sẻ, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có được cơ hội thăng quan tiến chức, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đón tin vui về tài lộc bất ngờ, tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đình hòa thuận, có được sự thấu hiểu nhau từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, lắng nghe, chia sẻ để thông cảm và hiểu nhau hơn. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mão ngọa tương phá cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bạn tuổi mão ngày hôm nay ban đầu chỉ là những bất đồng ý kiến nho nhỏ tuy nhiên dần dần chúng sẽ trở thành xung đột lớn hơn khiến cho tiến độ công việc của bạn ngày một trì trệ và với bà tuổi mão nếu không cùng ngồi lại để hóa giải triệt để những mâu thuẫn này thì e rằng mục tiêu thành công của bạn sẽ trở nên xa vời hơn may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày của các thần là chính tài ở bên cho nên bạn mệnh tuổi mão không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc tuy không có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng để duy trì được nguồn thu chính ổn định vững vàng như thế trong thời gian này là cũng rất tốt cho bạn nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có ngũ hành, mộc sinh cho hỏa vượng, cái điều này thúc đẩy mối quan hệ tình cảm của bạn tiến lên một nấc thang mới. Bạn tuổi mão có thể bàn tới chuyện về chung một nhà trong thời gian tới khi mà cả hai cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn trong tình yêu còn đối với những bạn đang quản độc thân thì cũng sẽ có được cơ hội gặp gỡ với một vài đối tượng ưng ý trong ngày hôm nay nữa. vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy xung đột không hóa giải mục tiêu khó có thể vươn tới. tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tài chính ổn định không cần lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tình cảm hài hòa nên duyên đôi lứa. tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình hòa hợp, hạnh phúc khó ai bằng, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, bất đồng quan điểm khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của thiên ấn trở mệnh cho nên với bạn tuổi thìn có được cơ hội thể hiện năng lực xuất chúng của bản thân mình, đặc biệt là đối với những bạn làm trong những lĩnh vực như là dịch vụ, nghệ thuật, kinh doanh, làm tự do. Sự thông minh nhạy biến của bạn chính là chìa khóa để cho bạn tiến bước tới thành công. Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn, đừng vì sớm được đứng trên bục vinh quang mà tỏa ra kiêu căng, tự phụ, tự biến mình trở thành quân giáp ngạo mạn với những rắc rối có thể đến bất kỳ kỳ lúc nào nếu như bạn có thái độ như vậy nhé. Về mối quan hệ của bạn tuổi thìn với những thành viên trong gia đình ngày hôm nay trở nên hài hòa hơn khi bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cha mẹ có được sự thấu hiểu, vợ chồng thông cảm, con cái hòa hợp quả thật là mong muốn của không ít bao nhiêu người. bạn tuổi thìn bạn hãy biết cách tận hưởng trọn vẹn những phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu của mình ngày hôm nay nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, sự nhanh nhạy là chìa khóa dẫn lối đến thành công. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình an yên hạnh phúc. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân, khẳng định vị thế, tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, thái độ kiêu căng, tự phụ, có thể mang lại nhiều rắc rối cho bạn. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, sống khiêm tốn thì ai cũng quý mến bạn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu bạn sẽ được quý nhân tam hội ở bên nâng đỡ cho nên vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh rất tốt những mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày có được sự hài hòa tốt đẹp có thể mang đến cho bạn những cơ hội để phát triển bất ngờ tuy nhiên với bà tuổi tỵ bạn cần phải luôn cẩn trọng với những thế lực xấu khi hung thần là thiên quan xuất hiện có thể kéo đến cho bạn những kẻ tiểu nhân vì thèm muốn thành công mà bạn có được mà nảy sinh ghen ghét đố kỵ với bạn liên tục bày mưu tính kế để hãm hại bạn vì vậy với bà tuổi tỵ cần phải luôn tỉnh táo và sáng suốt đừng có để cho bản thân mình bị lung lạc trước bất cứ hành vi xấu nào của chúng và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2021 âm lịch là ngày mùng 6 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này với bà tuổi Tỵ bạn không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành những công việc trọng đại vì vậy à, nếu như có thể thì bạn hãy lùi những công việc này sang ngày hôm sau sẽ thuận lợi hơn cho bạn nhé. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tỉnh táo sáng suốt khi đối diện với những hành vi xấu của kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa đến à, mang đến cơ hội cho bạn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc vận trình sự nghiệp được thuận lợi hanh thông tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim cần phải xem xét cẩn thận nếu như muốn triển khai đầu tư kinh doanh tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cẩn thận kéo lệ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 3, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là Vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình, cái điều này làm cho tâm trạng của bạn cứ buồn bực, khó chịu mãi không thôi. Chỉ một lời góp ý đơn thuần thôi cũng đã khiến cho bạn tuổi Ngọ cảm thấy thất vọng và tự ti đến thế nào nữa rồi. Và ngày này với bà tuổi ngọ, nếu không muốn mình trở thành con giáp cực đoan đến độ mọi người ai nấy đều né tránh, thì bạn cần phải thay, thay đổi ngay thái độ cũng như là suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Chúng không những không đem lại lợi ích cho bạn, mà còn có thể khiến cho bạn từng bước bị tụt lùi đi nữa. Cũng may là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh cho nên công việc của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay mới trở nên thuận lợi hơn đôi chút. Chỉ cần bạn bỏ ngay đi tính bảo thủ, lúc nào cũng khang khang là mình là đúng và học cách tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh thì bạn hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ định quang vinh nào. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tâm trạng buồn bực, muộn phiền, khó lý giải, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy với những suy nghĩ tiêu cực có thể ảnh hưởng tới con đường phát triển của bản thân. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đừng có để cho sự cực đoan phá hoại một con người. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ công việc cũng có những bước tiến triển mới. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người thì bạn mới dễ thành công và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi dần từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành ngọa mùi hợp Nhật Nguyệt, cái điều này sẽ giúp cho những mối nhân duyên của bạn trong ngày hôm nay trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Với bà túi mùi, bạn là người trọng tình nghĩa và chẳng may tính toán điều gì mà cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đó cũng chính là lý do vì sao bạn có mặt trong tốt những con giáp được bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo coi trọng nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn túi mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh giúp cho bạn khẳng định được năng lực của bản thân. Với bạn tuổi mùi, sẽ sớm đón nhận tin vui, thăng tín trong thời gian sắp tới mà thôi. Bạn cần phải tiếp tục giữ vững được tinh thần và chờ đợi thời điểm thích hợp để tăng tốc, thành công chắc chắn sẽ nằm gọn trong tầm tay của bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp được ngày có ngũ hành, hỏa sinh cho thổ vượng. Bạn tuổi mùi, bạn luôn có được một bờ vai vững chắc cùng bạn chia sẻ những ngọt bùi khó khăn, dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi nữa thì cả hai không quên dành chút thời gian ít ỏi cho nhau, tình cảm nhờ thế mà càng thêm bền chặt, nồng nàn, thắm thít hơn. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, đừng có vội ngủ quên trên 9 tháng. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tình cảm đôi lứa mặn nồng thám thít từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc năng lực được khẳng định cơ hội thăng tiến sẽ đến gần và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim dáng mệnh báo hiệu cho bạn đang có những xung đột tranh chấp có thể xảy ra giữa bạn tuổi thân với bạn bè đồng nghiệp hay là chính với những người thân thiết trong gia đình của mình dù bạn có né thì bạn cũng chẳng thể nào thoát ra được những mớ bỏng bong này và cách tốt nhất cho bạn trong ngày hôm nay là phải đối diện với chúng chỉ có thể cùng nhau ngồi lại, trao đổi và bàn bạc thật kỹ càng thì mới có thể đưa ra được câu trả lời một giải pháp hợp tình hợp lý nhất mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có họa khắc với kim và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn tuổi thân tiến đến một mối quan hệ mới với những cảm xúc hỗn loạn dựa quá khứ và hiện tại có thể sẽ khiến cho bạn trở nên rối trí mà đưa ra quyết định vội vàng. Có lẽ bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu đối phương nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn cho bạn. Và ngày này với bạn tuổi thân, nếu như muốn công việc của mình được trôi chảy thuận lợi hơn, bạn mạnh có thể tham khảo giờ tốt và hướng xuất hành tốt để thực hiện. Hướng xuất hành của bạn trong ngày hôm nay là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam. Đây là hai hướng tài thần và hỷ thần sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn, thần tài giúp sức. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tình cảm xuất hiện vết rạn nứt. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cùng nhau tìm ra phương án giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng giấu những suy nghĩ ở trong lòng hãy chia sẻ để được thấu hiểu tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chưa phải thời điểm thích hợp để cho bạn phát triển mối quan hệ và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Tử vi tuổi Dậu, thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi giàu cho chúng ta thấy là với ba tuổi giàu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọ mạo giàu cái điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay ngày này công việc của bạn bị sao nhã do thiếu đi sự tập trung không xử lý kịp thời vấn đề khiến cho bạn mệnh có thể phải nhận không ít những lời của trách ngày hôm nay và đây chính là cơ hội để kiếp tài mang đến cho bạn tuổi giàu, có những kẻ xấu bụng tìm cách để hạ bệ bạn. Nếu như bạn mạnh không chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì rất nhanh mà thôi, mọi cố gắng và nỗ lực của bạn trong thời gian vừa qua sẽ trở thành mây khối. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi giàu trong ngày thứ ba này, cái chuyện tình cảm của bạn đang gặp ngày có họa kim xung khắc cũng chẳng được như ý muốn với những hiểu nhầm giữa bạn và người ấy sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người càng xa hơn và với bạn tuổi dậu hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên người ấy chia sẻ thẳng thắn những vấn đề mà cả hai đang gặp phải để sớm tìm ra được tiếng nói chung nhé vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy kẻ tiểu nhân nhìn thấy cơ hội để hạ bệ bạn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tâm trạng bất an ảnh hưởng khá nhiều tới công việc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu như bạn không muốn nhận lấy thất bại về mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc dành nhiều thời gian ở bên người ấy vun đắp tình cảm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim sự sao nhã thiếu đi sự tập trung có thể dẫn đến sai lầm trong công việc và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu. Tử vi tuổi Tuất, thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn đón nhận không ít tin vui về công việc ngày hôm nay. Bạn tuổi Tuất đang có được những ý tưởng mới mẻ có thể giúp cho bạn ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên và cơ hội để cho bạn tiến gần hơn với thành công. Mục tiêu của mình sắp đến nữa rồi, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng nắm bắt lấy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có họa sinh cho thọ vượng. Cái điều này thúc đẩy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia thêm phần tốt đẹp hơn. Bạn gác lại những bận rộn sau lưng, đôi bạn không quên dành cho nhau những giây phút hạnh phúc bên nhau. Dù ngắn ngủi thôi, nhưng đó lại là liều thuốc tinh thần quý giá dành cho cả hai người nữa và ngày này với bạn tuổi tốt đó, bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại như xuất hành đi xa này cưới hỏi này hay là à, ký kết những hợp đồng quan trọng nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam để có được sự may mắn cho mình nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chớp lấy cơ hội thang tín từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ công việc được thuận lợi hanh thông như mong đợi từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quan hệ về tình cảm gia đình trên dưới hòa thuận từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có lơ là công việc ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân hãy mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tình yêu và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thân từ tuổi ngọ Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang có được báo hiệu bạn gặp được ngày của thực thần ghé thăm cái điều này giúp cho bạn đốn nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay Ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán, có thể có được cơ hội phát tài ngay trước mắt, bạn cần phải nắm bắt lấy, đừng có bỏ lỡ thời cơ đến với mình. Về con đường tình duyên của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay, lại do chịu ảnh hưởng của ngũ hành, thủy hỏa sâu khắc mà chẳng được vui vẻ như mong đợi. Với những tranh cãi, mâu thuẫn chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến cho đôi bạn đều cảm thấy mệt mỏi. Và với bạn tuổi hợi, đừng có để chúng trở thành những vết rạn nứt không thể xóa bỏ được nhé. Và ngày này, xem tử vi cho thấy bản mệnh tuổi hợi có thể thực hiện các công việc như là khởi tạo, xây cất về nhà cửa, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi hay là tháo nước, mương rạch, đào mương, đào ao. Nhưng bạn cũng cần phải chú ý các công việc không tiến hành như là cưới gã, trôn cất, đóng thỏa đường hay là lốt giường chiếu nhá. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán nhận được nhiều tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tiền bạc rủng rỉnh, chẳng lo thiếu thốn. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cơ hội phát tài phát lộc đến hãy nắm bắt lấy ngay. Tử vi tuổi Tân hợi thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không được như mong đợi. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, các cặp đôi mau thuận lin min. Và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Mão tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.